Xin vào ý kiến, hiện đang hầu ở ngõ Môn Quan, xin thánh hoàng chỉ phán. Cho sứ vào. Tâu dân. Dạ, tôi là Bắc Phiên sứ thần, họ Châu tên Cang, đến chầu Nam chào thánh chúa, chúc bệ hạ sống lâu muôn tuổi. Cẩm miệng lễ, sư phiên hãy bình thân an tọa. Đội đức thiên nhang chào các quan văn võ. Chào dương sứ phiên bang. Chẳng hay phiên chúa cử ngài sang đây hữu sự chi? Muôn tâu, chúa tôi là Xích Bích Bửu Khương Dương La Xào Hớn và nguyên soái tổ Sa Luân để tờ biểu chương này kính dâng bệ hạ. Tần Dương huynh. Dạ. Đọc biểu chương. Tuân lệnh. Bắc Phiên Xích Bích Bửu Khương Dương, đại tướng tiên quân Thủy Cảm Đương, lập đế tam niên dân tận quán, cổ ngã hưng binh phạt nể bang.
Tần Dương Vinh. Dạ. Đọc tiếp. Đường soái tùy trào cai nhất tội, khí phủ chuyên quyền đạo sư Dương Sát Vinh, diệt đệ chân hữu á. Đọc tiếp. Tự trưởng quay quan yểm chú ban sanh cầm kỉnh đức, lại dưỡng mã quật tróc tần quỳnh, hiệp trưởng đạo dược yếu ngã ban binh, bắt chí chỉ tương toái toái qua lai triều, quyền dương ấn ký vô lễ. Cầm tức thầy phiên soái làng, tài chi giám đường đầu nam bàn, chẳng kiên nể thiên liệu sấm vàng, quân sĩ bao từ phương tham ban, chúng thần tàu thánh hoàng ban, giết dư sứ thì tài lũ biên, kim giáng vai hùng thê tung quanh, múa mỏ khua môi chất thái chầu trời, không thể nhường thua. Quân sư thất lễ, xin tha sư quay về. Từ quân sư, tại sao khanh thả hổ về rừng? Tâu bệ hạ, xích bích bửu khương dương hạ chi thơ, nếu thanh hòa chém sứ bất ngờ, hè chúng nó khinh mình nhát sợ, chỉ bằng tha cho nó về xứ sở, báo tin rằng ta sẽ tấn công sang. Tốt lắm. Lời quân sư hợp ý quả nhân. Quân sĩ, yeah! Xẻo tay sứ phiên bang, đuổi về phiên đình tự xử. Đúng rồi. Từ quân sư nay phiền dương khiêu chiến với đường bang, có lý đâu ta thúc thủ ngồi nhìn, quân sư liệu phương nào tính toán trừ việc phiên bang. Khải tàu thánh hoàng dằn cơn nóng giận, thiên nhang phải phất cờ, thần chinh diệt bảo giải nàng muôn dân, cho ba tánh tận lộ ân. Tần Dương Vinh chỉnh đấu binh tinh nghệ, độ nửa tuần trăng phát báo ra quân, lệnh thánh hoàng đến chốn điện cường, chẳng nãy nhọc nhằn tỏ ràng lòng thung, trình quốc công sức kiệt vẫn bảo toàn quốc giận, sanh tử tở học mau cùng nhau ra chiến trận, thánh hoàng nên truyền lệnh. Chư tướng, dạ kết lệnh. Tần Dương Vinh đợi lệnh. Còn Tần Dương Vinh thân chinh chúng xa trường, cờ hùng thương dương sanh tử ta xem thường, chẳng tha soi lang phiền bàn, ngàn người hận thù căm gan, xét soi hiến linh thiên dương chứng lòng. Phản quân tà phiền giang sơn bình yên, người trung không đối chí hùng trường xa dĩ dùng, dù cho bao buồn lòng lòng nào sợ. Chèn tiến quân xuất trận. Hãy
công nào sai. Đồng nhìn trong giống hoài nghi có liên quan từ lâu. Tần Dương huynh giải thúc đông lên, xin tôi lên. Tần quân hãy giống chiên lôi quân, tướng phi mạnh lắm, hắn quân công sẽ lâm nguy. Phải lắm Tần Dương huynh, hãy giống chiên lôi quân. Để bụi rơi vào mắt, con chớ bận lòng về chuyện giặc của mẫu thân. Trẻ ra xa trường đền đáp nợ quân ân, việc giao chiến thế nào hãy bình thân thưa lại. Thưa mẹ. Kiên cường hiếm nguy xem thường. Bửu Lâm. Dạ. Tướng kia danh đề là chi á? Mau bài phân đi. Hồi bảo quý nghi nghe hắn xưng tên mình quốc trì họ cung. Mẹ, muốn thân người người nên phân xóa lòng trẻ hoang mang.
Nghe mẹ phân đây, ngày mai con ra trận, tìm cách dụ cha con đến nơi vắng vẻ mà trần tố sự tình. Sau đó con trá bãi chạy về thành, quân phiên sẽ mở cửa thành, cha con sẽ cùng quân sĩ đường bạn công thành vào bắt Lưu Phương trả hận. Mẹ Bửu Lâm, mưa kế nghe như thần, tim máu con ai dần vào nhìn Lưu Phương máu xôi căm hờn thù muôn thuở. Dặn lòng nghe ta sẽ an toàn thắng ba điều, bằng không con khó yên. Mẫu thân phân thương điều gì? Phá thành vào tra thù mẫu thân, sẽ trùng phùng con cùng với cha, đưa quân đường ban giết tán phiên trào. Trẻ lên đường chúc con mã đáo thành công.
con xin đức ơn thiên công phò trì trùng phùng bên nhau, hỡi cha hiếu giùm con thơ xót lòng. Kìa quân ta phiên ta đang chờ đây, cùng nhau tranh chiến sức cùng dù cho máu bùng thề không nhún nhường gì hoàng triều. Tiểu tử phụ thân ơi xin dừng lại tay rơi cho con được gọi tiếng cha trong cảm hòa thương nhớ. Bất kiểu tử vô tâm lại quỳ mong đợi mời đón nghĩa tâm ơn dời dời tháng năm dài. Đường quốc nghịch phiên bang sao xúc động hoài. Kính đức hỡi phụ thân nguyện may cư ngụ xóc châu lam lũ thở rèn cùng mái thị trọn hôn nhân. Sao người hiểu rõ ràng gia cảnh kẻ nông dân, từ mẫu đã bài phân ân cần con chịu lùi lưu lạc biệt quê hương trẻ sai đường lạc lối đôi trống tạc tên con hồi tướng bụi vân. Rơi xót thắm tình nhau vì bình đau thắm cánh ly tan ai tưởng đâu mẫu thân thương sầu chờ ngày tương quan đường bàn quê cũ tình lên đến bốn bên mấy trời xa. Cha đi xa nhà nhìn trung quân nên quên thân, phụ nhân tai nạn vì lưu phương gây bi thảm gia đình ta. Mẹ con thúy chung tròn câu chờ trùng qua giai khuyên trang hiền nương. Mẫu thân dặn dò cần trừ phiền ban, mời cha theo trẻ cùng mưu trí giết quân xoài lang, cùng báo an thân mình đường dài sông pha tấn công phiền nào tha. Phụ thân Bửu Long Cung. Lưu Bửu Long của cha tiếp ơn. Phụ thân, xin phụ thân hãy tha lỗi. Đường tắc chẳng tha quân thù tâm lặng tụ tại
này cho xin pháp ca tranh hùng. Tiểu tử kinh thường có thể toàn thấy à. Có ta đối đầu giao thương, vũ thần tiếp ứng cô thơ yên tâm. Hiệp sức chung đồng tiêu diệt đường ban. Hiệp sức chung đồng giết sạch lũ phi Nga nô. Hãy đỡ cô Lâm, sao cô lại phải cha hả? Cha của ta là danh tướng đường bang, chứ nào phải phường soái lang viên tặc. Mi đã cưỡng hiếp mẹ ta vì nhan sắc, đạo làm con ta phải trả thù sâu. Đã rõ câu thiện ác đau đầu, Lữ Phương hãy bó tay chịu tội. Phật phù khôn kiếp, chờ ta ngày nay nhà ngươi đủ đầy tài ba nữ. Tâm trong bưng phán gian mi trong đời đành phiền than. Thù ghi nào tha, giờ xem thứ tài cùng nhau. Ai đó mặt giao kề chua xót ủ ê, hồi tưởng buổi lìa quê với câu
hề tái ngộ. Lòng nặng chữ công khanh đành để nàng thống khổ. Một lại tạ tình nhau hồ lệ thấm thay lời. Câu tam tùng lòng ghi nặng, nhưng đâu ngờ gì phiên tặng chưa hận sổ nhục. Phải đành cam thất tiết với ai rồi. Trong sáng ở tâm hồn chuyện cũ chất hoài mơ. Thỏa nguyện ước mong chờ tiếp làm chi thân sông. Mẹ hỡi buổi trùng quang xa nói lời tuyệt vọng. Bác nước tướng tiên trào đồng trả hận ngày xưa. Sao đã bắt được Lưu Phương à? Phải, ta và Bửu Lâm đã bắt được Lưu Phương, còn chờ đợi ý nàng định đoạt. Mười mấy năm thiếp chỉ đổi của ngài này, mong phu quân cho thiếp tự tay trả hận. Ta chiều ý phu nhân. Bửu Lâm. Dạ. Con hãy đưa tướng giặc vào đây. Bẩm phu quân, xin hãy cho xây cất một đài xử án để làm gương cho tướng sĩ phiên bang. Mong cuộc chính dâm đảng phá xâm lạc, ngày đền tội Lưu Phương lang xoáy. Bửu Lâm. Dạ. Con hãy lo chu tất cho mẹ con trả hận. Tuân lệnh phụ thân và hiền mẫu. Phu quân. Phu nhân. Không xóa quán cửa nơi chính sầm. Lưu Phương xoáy lăng cấm mồm ngay. Luân hình nay phân xử trao về quân giả mang hà. Dù trinh tiết ngàn đời nhớ danh nam gói quà minh chứng dùm cho tiếng hờn hồng nhang đi tham đi tình buồn riêng đời mình. Ta cấm thủ phường tham quan bài mưa giang làm lý tâm tình kiếm ngay. Thà mong toàn dân xót thương không còn lối về. Nhờ mm-hmm.
nhẹ. Sao đành tâm dứt đi ân tình. Lời nghẹn ngào xin gửi con thơ. Mâu thân ly trần đời con trẻ vô phần. Đến sông phụ quân mãi nương mẹ lối dòng mẹ. Nguyên soi biên bang, chúc công nương giảng thọ. Nguyên soi bình thân, nguyên soi ngài lướt trận thế nào? Bẩm công nương, chúa tôi hãy đường đến ái Quỳnh Hà Long, giảng đội binh hùng hò hét tiếng công. Mộc Dương Thành thái quy và dông, công nương có cách chi đề đồng đối gia địch. Thiên tử đại đường ngự gia công chinh, tư mẫu công tần thúc bảo cặc binh. Kinh đảo kiếm sông lướt kẻ dính, chỉ sợ phiên trào thập tử nhất sinh. Nguyên nhưng quá lo e rằng khiếp nhược, chân bước đường ban tôi sẽ dũng mưu thần. Quỳnh Long mãi sáng ngời quy vũ danh nhân, công chúa đồ lư thập phần lợi hại. Đầy đủ phép tài ha khiếp sợ ai, Nguyên Nhung hãy y theo kế trụ tài. Vì vô sông lưng tôi khâm phục, tuân lệnh công ma nương dục gió lên đường. Thế tận bài khai của chúng sai đường, chúa tôi đại đường sẽ thổ hủng tay Mộc Dương. Mộc Dương Thành thắng ra sông, tất cả đồng ưng đi chiếm. Bình biến sẽ lan đi tràn, nếu phiên trào đắc nghi thắng. Là kìa thế trận lặng im, thành quách quan tàn ngổn ngang binh khi. Tướng sĩ chẳng ai trong giả nghi ngờ, trống ngã rũ cờ mịt mờ u ám. Vào e phải nguy nan, lũ phiên bang trước quỷ mưu tà. Hãy chờ xem cuộc chiến thay hòa, thần đoán chắc là đã bại phục binh.
lỗ mũi trâu đừng quý tử tham sinh. Trình máu tỳ binh vào tận Mộc Dương thành, trình huynh chẳng chờ quá nhân sẽ theo sau. Hỡi chư thần, chi kẻ mưu nên đành vùi thân, làm sao ta quốc ngang tan nát rồi đường băng. Tần huynh, có cách nào không suy nghĩ coi? Trên đế, đẹp có yên được không? Các khách bây giờ chẳng biết hiểu làm sao đây. Ô bệ hạ yên tâm, tần huynh sư, ngài định thế nào? Nghe thần nên nguy vào thân, tham tài sầu chưa trang lệ tràn. Mới tuyên lễ âm bài đa đòn nước binh đào ngàn dân thang. Ông quá hung hăng tìm mưu đi, tôi biết làm sao đây hỡi trời. Chúa tôi vô đường nếu muốn tôn sanh, hãy phê chiếu quy hàng. Nếu cãi lý sẽ tan thay thành cho bụi. Phê chiếu đi. Đừng phê bệ hạ. Cầu bệ hạ có câu: chẳng mất thân. Phiên quốc chớ que mình giọng lược phủ dê, dù phải nát thay cũng không yếu hèn phê chiêu. Mộc Dương thành là mẫu của chúng ta, lũ bây cần thông hiểu chốn trường xa, da ngựa bọc thay đều nguy hiểm xem thường. Đường Thế Tôn ngạo nghễ cười gian nào, kiếp sợ lo lường. Anh hùng tử đảm đương đền, nở nước khi hùng nào bất tử được xâm lăng. Tội lỗi kẻ hạ thần vô ý trong nhân, hảo thắng gặp khó khăn xin bằng lòng chịu chết. Trình huynh hãy an tâm không lỗi lầm, chi hết vì nghĩa ca điều thân hằng sâu vết đi trong mặt. Mỗi anh nông thuần thang mà chi, chúng ta cao bài tay từ ly. Chỉ thương quân hoàng dương sầu bi, đại đường cam khổ nguy. Tôi bà cha dạy cầu xin tư thang, huynh đệ nghĩa chi giáo hải dung hòa thông cảm. Thiên số đã bắt ta phải giam hãm Mộc Dương thành, rồi biết đến bao giờ mới tỏi chí bình sanh. Quân sư đón giữ lành, chúa tôi đành tung nghĩ. Phải có kẻ hy sinh và đủ đầy nghĩa khí lành, chỉ vượt quan thành về cố lý diện binh. Nơi đường quốc đao về tay con lý gia dương quyền, ta chiếu thơ tăng binh nhà hùng. Hạ thần tiên cứ trạng nghĩa nhận lên đường về triều, xin truyền ông chỉ dùng đi để lâu e nguy thiên tứ từ ly khổ cho bao. Ai ai xứng đáng đi cái việc này ông chỉ đây. Người lướt qua dòng binh thù về đây kinh là ông. Bài mưu gì mi ghét ta sạm đau chôn đời. Từ quân sư tại sao lại là trình huynh? Hiện cơ bất khả lộ, trình huynh đi là được việc. Mong trên quốc công thương vua, hãy vì nước dân hy sinh. Nếu chí hùng cứu cho sanh linh, tròn lòng trung mang chỉ tham đi cam thành. Dù tôi
không thèm nói để bây giờ tâu tình. Mà đấy tôi a tì tìm chào tôi bây giờ thần lành chứ bạn về kinh đô cầu viện. Cao quý thái tất giả trung thần, cảm chúc cầu tình minh an hảo. Chúc tình thiện tuế thành công. Khỏi chúc, tôi đi cho vừa lòng mấy người. Đình Thiên Tuế một mình mà lấy Sơn Đông, lại còn qua Triết Giang mà giúp chúng tôi nữa, thì có xá gì một lũ Bắc Phiên mà Thiên Tuế nhọc lòng lo. Đúng thế, từ quân sư xưa đây toán quẻ không sai, chẳng lẽ hại Thiên Tuế hay sao? Ngươi hãy thử một phen kẻo bị chê là hổ đầu xà dĩ ra đó nha. Thế là đất anh hùng phải trung quân ái quốc, thì tử như quy phải chi quân sư sai tôi. Tôi sẽ vỗ ngực xin đi mà không hề phiệt muộn. Mày khỏi khích thằng lõi nồi, mày đừng có tưởng nó ngu. Đình Thiên Tuế ráng cứu vua, thành công trở về tôi sẽ tâu Thánh Hoàng phong cho chức Tịnh Kiên. Chức Tịnh Kiên là chức gì? Chức ấy lớn lắm, ngang với vua, được phép ngồi chung vào triều khỏi lại. Muốn sai ai thì sai, muốn chém ai thì chém. Nếu sống trở về hưởng được chức ấy, còn đủ bị quân phiên nó thỉnh rồi thì quân sư phong tôi chức gì? Nếu Đình Thiên Tuế chết, phong làm thổ địa. Đang lỗ mũi đâu? Mày đừng có mọt mép lắm lời. Quân sư hãy lên mặt thành mà xem, nếu thấy binh Bắc Phiên ngã ngang ngã dọc thì là chúng nó bị ngọn búa của tôi. Còn như thế chúng nó im liền thì hãy phong tôi là thổ địa. Nè, xin làm thổ địa để làm gì vậy? Làm gì mẹ không biết à? Đặng trở chè xôi người cúng dường đêm ngày. Chúc trình thiên tế vạn thơ thang, vừa quen sang qua dòng
sao mi nhát hèn, đế kinh nam trang đủ tài, thả ta bôn ba cất cầm chỉ đường người anh tuấn trường xa, giao đâu phần thấp cao. Không thể được, lão già lâm mồm xuất ngôn, đường ban phiên quân khơi binh dập dồn, bắt được mi rồi ta có thể dung hòa. Tài đường ban lão phù có chết vẫn che đất người, khiếp sợ tướng đường quy vũ khiên ngang. Cấm ngay công chúa đồ lứa lục thao tam lược, hạ tướng đường ban trong trận chưa tàn, một tiếng phán truyền như sấm nổ vang, ta há khiếp sợ phường vô danh tiểu tốt. Nếu không sợ hãi cho ta thoát nạn, sẽ có các trang anh tuân đường bạn, khi cùng địch thủ trận chiến ngang hàng, nếu ta giọng ngữ sẽ tan thay vì đạo kim. Được, lĩnh tiễn hải cầm vượt thoát dòng dây. Đã tạ công nương, ta vẫn chờ nhà ngươi trở lại. Lời phán sai do trường ta tuyên quân, thiết ngư tô lần thứ hai điểm tài ban vương quyền, cung phò an non nước tô cùng cũng đua hoa tài, các ngư gió trang quy phòng chờ hội chiên giang trong ban thi hành. Tuân lời dạy đang chờ đợi quyết thử tài tranh chức ngày nay, tài hùng vô sông mong đá bên á sang à. Tô lân giọng lực anh hùng, thái thánh chúa quyền phong nguyên. Quang! Dạ, 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 dạ. La thông nghệ bấm mi thừa, diễn gió đường lướt nghề sông, thử sức tài gắn ngà công, cám tri khua mừng tôi nhỏ hay về mà hưu, chốn vinh tình kinh sử dồi cao, chớ có xem thường tài hùng la thông, gió trường ngày ra sức đa ân dương triều, thử sức tiểu anh hùng thao lược nghi đào thông, mong cùng mà thiên tuế xót thương ban tuyển à. Nếu đó đủ tài hãy thử sức với tô hồ lân à, mời người tỷ thí ta kiên về à. Đá phân dương triều ban cho ấn tiên khuôn truyền tô lân ngư gia tô phùng cùng chén giai phò vua dạng tuế thiên nhan tạ ơn trình thiên tuế. Tất cả về thủ xếp chuyện nhà, ba hôm nữa điều binh xuất trận. Xin tuân lệnh. Thank you.
sao vinh quang triều cương. Cầu yêu trong khu phò không nên xem thường. Ngài nguồn gì thân máu u sầu, con khó an tâm can trừ loài phiên tà. Chân bước đi những tuôn lệ nhòa, lòng năng hoàng trung hiếu hải dài. Là thông cha hiền con trọn nghĩa, một lòng quân ân báo phò, dù rằng thân tuôn máu đào. Trang nam nhi vì tình nhà mà quên lãng, tâm lưu luyến quyên đường, muôn đời đành mang câu bất trung. Khâm tuân mẫu thần bạc lời quy, con thơ dặn giá bước đăng trình. Nếu an sang hạ quay về từ thân vui, rủi xa cơ mẹ hơi chớ thương buồn. Kia ngàn quân chờ đón, cờ hồng tung bay gió trường. Lời truyền con ơi tỏ tường, câu trung quân ghi vào lòng đừng sao lãng. Tham sanh vốn ương hẹn con xin rang danh núi sông. Câu trung quân ghi vào lòng đừng sao lãng. Tham sanh vốn ương hẹn, con xin thề rang danh núi sông. Trưởng quân chào em với mẫu thân ơi, cho trẻ theo anh ra biển thủy để rang danh. Dù thân xanh chôn lấp la nhân này cam đành, theo bước cha con thiết tha trợ quân làng soi. Khi thánh quân nơi ái hoàng đành cam dương khổ, trùng nghe sao yên rồi khi bao người ghi chiến công. Bởi là thần trang quan gió câu bằng ngàn nơi dinh đàn phu nhân cẩn tâm hơn. Hỡi là an, giờ con báo lại cho ta biết qua tin lành. Thưa bà con đi. Là thông hơi yêu ân phải cần gìn trọn.
mong sao tình già có phân đuôi đầu, bao nhiêu thương sầu lòng ta bôi xóa tâm mới an vui. Biên thùy trừ thù truyền quân, mau thỉnh Thiên Tuế sang dinh đôi lời bài tường. Nguyên soái, Nguyên soái, à, bái kiến Trình Thiên Tuế, mời Thiên Tuế an tọa. Mời dùng trà rồi cùng cháu hàn huyên tâm sự. Có điều chi cơ mà Nguyên soái cần đến trình giá? Bẩm Thiên Tuế, khi từ biệt mẫu thân xuất trần, mẹ cháu có đôi lời căn dặn là thông. Hãy ghi sâu cười quán trong lòng, hỏi qua tình quốc công, cha ông quan thác hận chất chồng. Cha ông cháu bỏ mình vì tổ đình phương, đồng liêu ở đại đường sao gieo chuyện tang thương. Hắn quả hạ Minh Vương đậu kiên đức trung thần, Hà Bắc định phương ngắm tiễn đời là nghệ uy tín. La Thành cha cháu xa ngưỡng đây hà, định phương tiểu nhân dùng ba thiện thiên thần, 107 mũi tên la để ly trần. Chùa xót muôn phần tổng hận tô giang. Nội tổ, phụ thân, cha ông tôi chết vì tô định phương. Cha, cha, La Thông, La Thông. Thề trước vong linh nỗi tổ cùng thân phụ, tô phụng tô lân phải đền nợ quan nghi cừ. Tạ nghĩa ba thân cho cháu hiểu gia thù, cháu nguyện bảo phò giang sang. Thế mới phải là dòng dõi trung căn, cháu hãy vào giải giấc nghỉ an, rạng minh nhật điều binh khiển tương. Đa tạ ba phụ, người vào nghỉ trước. Giang ông cầm gan gá tô gia, ta liều thân sanh chẳng tha xót xa. Rồi, tổ lân tô phụng nhị tuyên phương đến doanh trại nghe lệnh truyền nguyên soái. Dạ, chúng tôi được lệnh.
lĩnh ứng hầu. Mừng nguyên soái vạn an quý thể, nhị tuyên phương xuất phát binh hùng à. Đến nay đồng Bạch Lang chiến thắng huy hoàng à, quay về đại đường quyết chi tung hoành cứu nạn giang sơn. Hai mặt thánh hoàng công trạng ghi tên, nếu xa cờ thất thế kéo quân quay về. Răng trị tội hình, sao luật cung đình chẳng gì tình ai. Lời truyền ban chớ sai à, hãy lên bình à, đến nơi quan thành. Bẩm nguyên soái, y lệnh nguyên soái. Trời ơi, sói càng lý tình chắc cực hình dương lành, ghi quán cũ thù xưa khó bề lẫn tránh, thêm chanh nỗi lòng đơn canh canh lệ dân tràn. Tô Đệ Hải nghe anh cất bước lên đàn, mau ra khỏi biên quan lâm sang tìm nương nao. Qua cơn giông bão quan cừu nợ mau trả thù sao. Nếu có phải Ly Trần huynh đệ chết chung nhau, tâm can quá xót đau nhìn bào huynh thọ an. Ta quý tử tham sanh muôn đời mang tiếng phản, Tô Đệ lướt qua hăng sang chờ dịp trả gia thù. Ta tuôn máu hồng lý đau lý nghĩa thêm đau lòng. Vì dân tròn trung quân quốc không nài tử sanh, em hãy nghe anh nương chi trong vào em. Xót xa thâm tình nén đau tìm phương nương nào, bảo an thân mình hỡi em mong chờ thời cơ. Trong lĩnh dục phất cờ mau tiến bước ra đi, lắm hiểm nguy chớ nghĩ gì sự sống. Huynh đệ sát cánh nhau trọn thâm tình quyết thống, hy vọng thắng quân thù công trạng xóa cừu quan. Tô Đệ hiền huynh, Tô Đệ lên đường lên thần trầm. Đường dài em đi, hãy nên tâm phòng an nguy. Khi chinh chiến tràn lan, cần làm sao giải nàng đời mình. Nơi biên cương bài binh tô lân, chỉ e khổ dương vào thân. Đời của anh mong manh đành căn số tô lân, xóa tan quang cừu. Đại huynh ơi, chân bước ngập ngừng lễ động rưng rưng, khi nhìn anh chôn lấp tuổi xuân thương cảm bâng khuâng với tâm tình quyết thống. La Thông hỡi La Thông, tô lân dùi mang sống lòng ghi nặng, mối quan kiên không thể đổi chung trời.
anh rơi mà nước mắt thay lời. Một lại cách muôn đời đành vĩnh quyết, tha thiết hận thương sầu cay nghiệt bởi vì đâu. Thế thời cơ tạo bể dâu, cầu mong hiền đệ hiểu xấu gia thù. Gian nan gió bụi mịt mù, thiên thu lòng hận cho dù thay phơi. Tu đệ đại quân, tu hiền đệ đại quân, hiền nào chia phôi. Ôi hiền huynh cấn tâm giữ mình, trời già xuôi khiến số thân ta đau điên lụy phiền. Ai nhớ muôn thu tâm quyết thù họ la ngàn đời. Thề không phải xóa mong có ngày hờn quang đã xong. Tiểu thư đại huynh, em đi tu để thay bảo trọng. Quân sĩ dạ, sao chỉ có một Tô Lân? Bẩm nguyên soái, Tô Phụng bật vô âm tín. Quân yeah! Tuyển đội binh tinh nhuệ, thắng niên cương truy nã Tô Phụng về cho soái gia trị tội. Tuân lệnh. Bẩm nguyên soái, chúng tôi tội gì? Tội gì à? Nghe đây, giao tranh với phiền bài tướng danh nhờ truyền, cần nghiêm răng chẳng tha đang đem điều đầu. Mong ngài xót thương bởi tôi sợ tài, binh tướng phiên tà muốn tàn bao phép thiên gia, bao người quỷ tiên hẹn ngu chớ nên kêu ca cầu. Ta chẳng dung tha quân yeah! Đem Tô Lân pháp trường xử trảm. Dạ quan, nguyên soái ơi, mới thống lĩnh binh hùng lấy đức khoan dung, mà tướng phủ phụ cốt cung quỳ xin tôi. Tổ tiên phương mới một lần lầm lỗi, đừng để rối quân cơ, ngài chớ dội đoạn ly tình. Viên bang tà đạo bạn môn có thể chống tình, trình thiết ngư liều mình cầu nguyên soi, nên tưởng nghĩa chung đồng hà hải rộng lòng tha. Không đủ sức chúng xa trường thì tử tiết báo hoàng gia, ẩn chứa thói gian tà mới tham sanh quý tử. Mở đường máu thoát dòng binh để tường trình tự sự, Tô Lân nhân hậu thảo ngày mới tìm nẻo bay về. Cầm ngay nguy soi, quân pháp dương triều thông hiểu bao điều, dám to gan cuốn lưới chở che kẻ tà gian xé liên căn. Quyền quốc xâm loạn non nước diêu tàn, nơi đoàn tâm biết tương thông ai giữ triều cương mở lòng thương. Ghi thâm ân nhân nghĩa họ trình, giang thuở nào phai.
à. Quy soi gió đao quân à. Quy soi đưa tô tạc gia hình à. Chuyện đời sao trớ trêu ý quyền quân, hai người không gom tay tôi lần khổ nạn. Lòng tráng công hầu bao trái à, ngàn. Nổi tổ phụ thân dòng linh chứng cho lòng thù sâu từ sông họ tôi thế thai cha ông rơi đầu vui mừng là thông ở nếu vuông tròn cho thoá bao chờ mong an lòng non sông khuôn phò đem chi hùng lo đỡ nâng cờ đồ linh truyền quân binh xa viên gió trường đôi ngũ mau bài khai sáng ngà hè mai lên đường nơi chốn trường xa chống quân phiền trào biên hoàng nát thân chớ thằng thứ tài tranh thấp cao nơi này bàn ôn đừng mong xâm lấn quê ta cầm một ngày chúng ta ra tay đồn chào là tướng quê dòng nga quân sĩ siết chặt dòng dây chứ để La Thông tẩu thoát đa nha. Nhìn ngàn trung binh viên đã bao vây La Thông vui thấy xa đường cam dướng sầu bi dầu vàng nan hiếm nguy ta không màng quy hàng ngày thân sống trường tồn bằng nghịch loài e mi vui chôn phiên chào thiên ngang tung hoành ai dám cùng xâm sẽ không an lành La Huynh qua đèo cao đồi núi chầm trùng trời mình mồm không thấy trường xa thương hiền huynh lo sang hà anh hỡi nào hay có em đi tìm La Hiền Nhân ở nơi nào lời nghẹn ngào gọi tên người trung biến thùy gươm đao tân cùng lo lắng tài tái có mong cùng phùng La Quân chậm chậm công tử ơi La Quân đèo dốc cao mà sương mờ người bước dân tình cơn trừ lũ khuyên lòng căm hờn thân nát tan vì dân không sợ tìm theo phương này xin khấn trời cao cứu anh an lành đi theo con trang lẹ lẹ thôi anh ơi nhanh lên công tử ơi
nhân tài trí cao, gương sáng như vì sao. Theo anh báo an đại đường, cứu sanh linh sầu thương. Anh hiền ơi xin để em tiên phương trừ quân ngạc. Tiền bạc tài phép cao, kiếm ly đang chờ nhau. Không sao còn có ta, nơi khói bình kề bên. Màu màu tiến quân lên đường, ái quan thiên chờ ta. Dân đường xa mai rủi nên sông pha đền ơn nước. Phai lòng trung em đi nghe đại quân. Ái Huỳnh Long Phiên tướng giữ cửa thành, mau cục ta đối địch giao tranh, đua tài giành cương thổ. Cố ta đi! Ô, đẹp tuyết, đẹp quá! Chi hằng kem mà xa, đứng da hồng phân. Yêu kiều tiên Nga thứ ta măng mà, ôi giáp huy che thân nhà. Trong đàn con gái, ta ước mong sao khi tiết trời đông lứa hương đường nồng. Đẹp quá đường quốc không hùng anh à, đồ trẻ con tài lanh về ẩn thân phòng loan chờ bán sứ muôn mà quá cơn thèm. Chị ơi nghe em nói đi nè. Đi đi. Tuy em bé thơ ngu si quyết gì à nước dân xa khi nay có người anh xin vũ huy đường trào danh đền giang la thông anh bằng lòng không nàng hơi xe giao hòa đừng dễ người cam đành lìa chân nghe lời ta về ngay đừng để nga ta hở ra tay. Chị ơi sao mà nóng nảy vậy? Hỡi nàng con gái của phiên trào, chớ tự đại tự cao mà thương khách trang đại mới ngỏ ý hòa giao. Chẳng cảm thông nhau còn hăng hái ồn ào à. Công chúa đồ lương phiên trào dũng lược, tha để cho người vui đùa bớt cợt. Duyên dáng khôi hài ta cũng hiểu không, tha đua cho xong về gọi kẻ đuôi đầu. Quyền quốc xâm lăng chẳng rõ cơ trời, đại đường phụ quân tử tôn phải nể. Khi dễ La Nhơn nàng đã hết thời, tuổi trẻ cầm binh lý nào yêu thế. Được hậu thắng nghinh ngang mi sẽ tưởng nghi lễ sư trưởng ban truyền con tên phi đào La Nhơn hãy chờ bấn biệt thấp cao phi đào hồ miên. Màu xanh vàng đen đỏ trắng chiếu sáng trong khiến lòng vui thích thay nè. Lui ra đường đi ơi nghĩ tình thương sau này cho em xin. Lui ra, lui ra mau, lui ra. Thôi không lui đâu chị ơi, cho em đi mà chị, cho em đi chị ơi. Trời ơi hồn nhiên nào đâu hay biết nỗi hiểm nguy cũng đầy thân bé thương, cho em đi chị. Shut up!
hiền huynh ơi, bởi non trẻ dại khờ trong kẻ tóc đường tơ tan rồi chuyện ước mơ dưới cờ dữ nước. Đôi ngã xăm thương âm cung trội bước nhớ thương anh xuôi ngược dở tan rồi. Lời than của la nhân gian đồng núi đồi, gió ngưng thổi mây ơi đừng bay nữa, binh lửa dần lan tràn mà tan sát la nhân. Tàu lư yêu nữ chớ kinh lần, hồn phách chẳng tiêu tan căm hờn ta bao quan, bởi cảm mến dung nhan xem thường dương bi thảm. La thông hỡi hiền huynh nô am phủ tàn sầu, ta đã đuổi quay về nhưng mi vẫn kêu căng, lòng chúng quyết chống ngăn vì đau phải diệt trừ đối thủ. Chi khí sáng ngời cao như muôn ngàn tinh tú, dù âm phủ chôn đời thù hận mãi đồ lư. La thông hiền huynh dính biệt La An. Dạ, công tử La Nhân tiền trận ải Quỳnh Long, ngộ công chúa Đồ Lư bị phi đao tan mạng rồi. Chết Nguyên soái. Thân thương quá em của tôi ly trần đơn tròn nước dân, sao mà cần số vô phần. Vì anh tan hết vì mất đi người em, chết chung hoàng mồ, sống chi thêm buồn đau. Dân mau xuất quân, xuất quân giá thù đơn. Ngài chính tu binh ra trường xa, Đồ Lư ác tâm dùng phép yêu tà môn, người chết quan bị thám dương màu tan, qua Trung Quốc anh hùng thân tan nát, nguyên nhung phán ban đừng truyền từ loài biên bang, dân căm hờn để con tiên quân
chẳng tha. Để ta xa trường sông pha, tứ sanh ghi lòng hoàng gia, là nhân tan đời đồ lư thân. Quân vô nghi không hề tha thứ đi. Này tướng quân hãy nguôi hờn căm, hai nước cương quyết thề xưa thù, chúng binh đao to tường lòng thành. Ta nguyện không tha thứ đồng cùng giao tranh. Mặt giận anh hùng La Nhân, La Nhân hỡi chờ anh theo dưới. La tướng quân xin hiểu cho đôi lời phân tương, quân thù nên thương, chuyện trời xui khi trông thấy ai mong quá ước tương lai. Cánh phần La Nhân trung. Điều thứ ba, dòng họ La tuyệt giống anh hùng, không người nối nghiệp sẽ hương tàn khói lạnh. Báo cừu chẳng được, lũi đạo làm tôi bất hiếu với cha. Chuyện La Nhân xin hãy bỏ qua, vì không hiểu mới xảy ra cớ sự. Nguyên Nhung à, Nguyên Nhung cần tự xử, suy tính sao cho vẹn vẻ đôi đàn. Nghe tiếng phân tần tường chân tình, quan cừu tiêu tan, trao niềm thương công nương hãy mau vào về, quan ái phiên bàn thơ hàng đưa sang, thì hôn ước vui quên thù xưa, nghìn hôn cưới ai trọn đời chung kết tương lai. Thật, thì La Thông xin vạch đất chỉ trời, mai sau trở mặt chẳng trọn đời, sẽ bị đổ ruột bởi lão phiên già 80 niên kỷ. Khốn tiên thần hô thô, La Nguyên soái
thay kiến trùng hò la non sông biển hòa hân hoan sang hà công cán vô biên đẹp lòng mừng thiên nhan bình yên dư chữ trùng khắc ghi vào tâm tình lão quan ngàn âm nghĩa cái sinh vì vua sông pha muôn quân đầu nài qua đón không sai tình huynh lập công xoan vàng đưa đến ai đổi đức ân thánh quân lòng thương trăm quan chân tình y dân thân mình mong đáp ơn sâu lại tường trình công lao phò vua chính là công dạy dày mọc dư nào phải cha thần đầu cảm đức nguyên dùng tài cao mong sao giang sang lầu bờ đã dâng binh đào toàn dân nhàn an ta từ trao ân quan kìa sao lá hiền khánh cao ân tần quan giáp đầu khẩu tạ thiên nhan đeo đặng nổi ước quan nên chẳng màng khanh tương thà vui thú điền viện nơi sơn tầm mãn hướng còn hơn quan hỷ chốn cung chương thêm vướng tội vong tình cha ông đã chết quan vì trung nghĩa với triều đình tâm giả quá thật thà nên lầm kẻ tà gian dạy giá mọc dương thành mong cứu mạng thiên nhan ngân quốc công tham tàn mượn địch quân sát thù nhờ công chúa Đồ Lư mới an toàn về trương phủ trang an chuyện phù du đành treo ân quy điền quốc công sao khanh tâm không để sầu tôi trung niềm đa dâu tay ngày truyền quân xa tiễn khi vừa thấy là thông từ chiến trận quay về hà bắc nổi tổ dòng thân về tên nì đọc qua ngài phụ kích đợi chờ lừa thế hại cha tôi 107 mũi tên thù muôn thuở không nguôi nay thiên tử an ngôi xét soi người quan khúc mọi chuyện nếu phân minh rõ ràng trong đục thần chi dốc phò vua tìm hạnh phúc đến muôn là không người ý công trạng khuôn phò kim thượng được bình an rồi tìm cách cáo gian hại quá người ngay thẳng có phải vậy không? Tấu thiên tử xin xem qua mật thơ tượng đen trắng tù gia phán sang hà tội nặng chết nghi bằng non Tô Định Vương giang thân đồng cùng phiên đặt hại trung can tứ thông mở cửa thành rất dối về dây mã tổ bê hạ xin thứ tha một lần gây lộn tôi từng mang mong đức ân vương hoàng bản phán trong lòng quân tôi cầu dinh phán dân đầu tiên khi thù riêng giết quen người trung gió đâu ngời vương biên tám chi tà gian an lòng dân tô đến phương theo các vua luật hình ban xuống không hề sai trai phán vua tôi hành trăm anh ngăn ngừa nhau tâu hoàng gia giết đi đừng tha mong làm gương các quan về sau cái tâu cùng thiên nhan phước ban cho họ la ra thù xưa
đình quốc công đẹp phi quả nhân, điện hạ có công giải gia cô vua quan, cha ông bị chất quan, ta truyền bán cho điện hạ rửa gia thù. Xin tuân lệnh. Đường Thái Tôn là đứa bất nhân, vị kỵ vị thân không cần tội lừa đông. Nếu biết trước Tô Định Phương không đường sống, ta sẽ tìm hy vọng ở phiên bang, lòng mong đợi bao thăm thù. Trước mặt Tô gia là án mây mù, hãy giết ta đi ngàn thu vĩnh biệt, nhưng mạnh quan hồn bất diệt đợi chờ mi. Là thông, La Thông ơi, mày không đáng mặt Nam Nhi. Ti tiện bao quan tù Tô Lân đành tuyệt mạng. Ta căm tức từ lâu không làm đưa phản, hối hận muộn màng thai từ nay phải chôn đời. Trị giả tự xử, ngu giả quan phân. Tô Lân, giờ phải tính việc nhà, an sang hàng nhờ công chúa Đồn Lư giúp điện hạ Mộc Dương Thành giải tỏa. Đang buộc phiên chúa thơ hàng nhân cả, chỉ đợi ngày vàng đã hòa đôi. Chuyện ma dông lĩnh tấn hoàng giáng bày tôi, tương xin lễ cầu hôn cho càng điện hạ. Tốt lắm. Quả nhân rất hài lòng, có thêm người phò tá lĩnh ban truyền tương ái cầu thân, cho đôi bên kết hợp châu trần, hòa hôn lễ La Thông và Đồ Lư công chúa. Đồ Lư công chúa. Cầm bên nhau chút men hương tình vui trao. La Thông với La Thông, công nương hỡi công nương, trọn đời mình nồng say cùng đắm say duyên ước mơ bên chàng. Hỡi hỡi nàng xinh thắm Đồ Lư, sau e phải buồn thương à. Kìa La Thông, tại sao chàng phải buồn thương trong giờ hợp cẩn? Vì ta lo sợ thân mình bạc phận khó an lành bởi bửu bối phi đao. Biết tính ra sao cho em đẹp mọi bề, nỗi chia lìa tay tề, ly tan không hẹn ngày về. Chứ vui buồn trong sanh mạc bao, chúa số tâm hồn khi phải ngăn đuôi.
không đồ lư xin tròn đạo, hoài bảo tầm phú ngai thảo hoan nghiêng. Tâm trí giải ngô phải chịu chút phiền, muôn thuở hương nguyện không xe. Đeo quan trái đến chớ chưa bao giờ dứt tàn, so bay là nhớ nơi xa trường tâm thân tàn. Ghi hơn cầm chẳng phải không nên tình với quần thù, tên đồ lư với La Thông dù chôn khó mong tương phùng. Hồng nhan gớm ghê muôn đời chẳng chê. Thề không kết giao với mi. La Thông lời hết phi đao suy thời, muôn quở nhờ dành chớ mơ tương phùng. Sao
trái ngang vô đồ lư. Ơi ơi gió mây ơi núi sông cung hoa chúc lên đèn sau xé cả tâm
bóng hình Bào Đề. Lễ hận thắm môi yêu con thốt lời tác tệ tự hối chuyện làm sai lìa dương thế do nàng. Tên vô đạo tư thù gây điều muốn bảo, cai quan liên can tái tạo lực kỳ tời không hề tha tội. Công nàng đại đường hưng thịnh lý đầu đoạn đành dòng tình. Truyền quân gia pháp trường gia hình, tàu tánh quân thương tình là thành khi xưa. Trung hiền dương hoàng thâm giao, dám đi tội tình cam chi. Lưu đài quay về quê xưa, phế quan bạc đường tử tôn cấm không duyên nợ. Không vợ đền xong lỗi lầm đã gây, xuất ngôn êm đẹp nhân hậu, vui mong thanh hoàng nghĩ công. Vì chứ khanh giảm tối tình nề la thông, vạn tuế thiên nhân đội ơn bệ hạ. Truyền hàng lâm diện phế tước quyền càng điển hạ, đuổi về quê làm dân giả lạnh nan mang. Cấm không cho phối nghĩa Tào Khang, 3 năm chẳng phải cư tan đồ lữ công chúa. Riêng phiên quốc miễn công dân sư lễ, đao ngọc ngà gấm dốc lên Lan Dương. Nhờ đưa sang đồ thừa tướng gọi bồi thường, lập miếu võ phụng thờ nữ kiệt. Anh minh đại đế. Nãy vui quá bà. Nó cười kìa ông ơi. Kìa 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 con, kìa con bướm. Kìa con bướm xinh dân qua. Nó con bướm ông ơi. Nó kêu tao bằng thằng cha nên tao giận. Đừng giận ông, mà con mình nó bị khùng mà ông. Trời ơi, khùng điên, khùng điên. Con tỉnh lại con. Tao không thèm đâu. Trời ơi, sao vậy, sao khóc vậy? Cha mẹ không có thương tao. Con bướm, con bướm, con bướm. Bướm nè, bướm nè mẹ, bướm. Bướm, bướm nó chạy mất tiêu rồi. Mất rồi ông ơi.
trời ơi là trời ơi, con của tôi mà nó như thế này hoài là chắc tôi chết quá trời ơi. Xong gì nói. Ông ơi, số trời đã định mà ông. Định cái gì? Mình phải chịu thôi ông mà. Dạ dạ. Mình làm hết hồn vậy. Chuyện gì đây? Dạ, có Trịnh Quốc Công đến viếng. Cho mi lui, phu nhân. Dạ. Hãy cùng ta tiếp nghinh Trình Thiên Tuy. Dạ. Kính chào Trình Thiên Tuy. Mời ngài nhập gia trang cùng đàm đạo. Sử huynh vào trước để nối bước theo sau. Dạ, mời Trình Thiên Tuế ngồi. Không dám đáp lễ hiền tẩu. Dạ, mời Thiên Tuế dùng trà. Xin đa tạ. Bẩm sử huynh cùng hiền tẩu rảnh rỗi việc quan trường nên để ghé đây thăm viếng. Cảm ơn. Lòng nhau trọng nghĩa kim bằng, lỗi đạo hằng vì bạc nhàn âm. Xin niệm huynh ta tội sai lầm. Xúc động vô biên trước tấm lòng chân thật, thân mật của tình huynh đệ ái ngại vô cùng. Không vẹn thủy chung vì xa cách, muôn tình sống lạnh vì đồng cô độc chốn lâm sàng. Trình huynh chán nản công khanh xa mã, sợ tiếng chê khen phân biệt sang hèn. Giữa chợ đời lẫn lộn bon chen, quan huynh ngợi khen thêm hổ thẹn trong lòng. Đức độ cao huynh lòng tôi cảm phục, nên đến nơi đây tâm viếng ân cần. Cảm ơn. Bận việc triều ca không được sống gần, cam cảnh bạc thần thôn giả hầm hiên. Huynh an thâm khổ nghèo cam chịu, không thể để tình huynh nặng tình lo liệu. Giảng nghĩa thâm giao ít nhiều, không hiểu tâm sự đâu điều thỏa miệng cùng nhau được chưa. Nếu lỗ quốc công về chốn Kim Đào, xin có đôi lời chúc thọ hoàng ân. Phu nhân hãy an tâm đường tương ngộ rất gần, khanh tướng không cần chỉ nghĩ tình thân. Tột qua đi thôi. Bây đâu theo ta sư cô. Trời đất ơi con gái mình về ông ơi. Trời đất ơi bà ơi, bà làm ơn mà chẳng nói giùm con. Nhà có khách con à. Nhà có khách, con vào trong đi con. Lọ nhỉ mà nó biểu đem nhốt, làm sao mà tôi dám nhốt ổng đi. Thì ra đó là con của sử huynh hả sử huynh? Ê con sử huynh rồi sao mãi. Trời ơi bà ơi, dắt nó vào trong coi. Dẫn nó đi. Dẫn nó đi. Con nhỏ này chắc con bề trên quá. Không, nó con của tôi đâu ngài à. Con ông hả? Dạ. Nó lòng nào mặt mà tôi dày nó nói con mèo rồi nhốt vô. Dạ bởi vô phước nên sanh nhầm yếu quỷ, mong ngài thương nghĩ dung tha. Nó lỡ lầm xúc phạm đến quan gia, khi điên khi tỉnh lại dương vào gương mặt sâu xa, lòng bi thảm mà thiết tha. Con của người ta xuân xanh cũ gặp, 18 tròn trăng đã gặp tơ hồng, thầm tưởng quá đau lòng. Mang tội lỗi gì để phải hoài công, đời con gái như sông. Trình huynh hiểu thông, chuyện giận hờn tha thứ nó như kinh lần. Sử huynh an tâm, tôi giúp trò ước nguyện cho ai nữ hòa tơ duyên. Dạ, dạ Trình huynh đã thư tha, xin hãy bỏ qua, chưa mai mỉa tuổi già thêm bạc phần.
Tôi nói thật chứ không có hề hờn giận. Sẽ đứng ra thông ước chi mai cho trai tài gái lọ đẹp với tương lai. Hãy chờ đợi tròn trăng tương xích lễ. Trời ơi, ông ơi, nói vậy là con gái mình nó có chồng ông ơi. Chắc cục đẹp với con mình à bà. Bà, dạ. Vào ẵm con ra, ổ đưa con ra đi bà. Dạ. Thôi, con nữa. Ẵm tôi đi, bắt tôi đi mà mệt. Con khóc mà. Nè, mẹ nói nha, hôm nay là ngày vui của con đó. Vui làm gì? Con lấy chồng. Chồng chứ. Bữa nay con làm cô dâu nè, bữa nay con đẹp lắm. Cô dâu hả? Ừ. Thôi, nè. Lấy cái khăn này ra đi. Không, 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 con dâu cái che mặt chứ. Nhà mình hôm nay nhiều khách lắm nha con. Đó, đó. Ôi, nhiều quá mày ơi. Đứng đàng hoàng con. Đứng đàng hoàng. Đứng đàng hoàng. Vui mừng hôm nay làm cô dâu. Hai đứa ơi bữa nay theo chồng. Trời chồng ơi ơi chồng. Ơi chồng chồng ơi. Liền cái khăn ra để tao xem mặt. Xem chồng của tao ơi chồng ở đâu. Con. Chuyện đời nực cười lắm thầy. Kén thiên nga phải sao bùng. Kìa sao bóng ấm đưa tao
gian dở, chồng trai hoàng đành mang thù là nhân nên cánh ly đồ lư, phải sanh viên cùng quý cùng yêu. Chồng đang tắm bó tao vào dinh biết cha bây giờ thấy bà nhõng nheo thêm bầm gan. Xây ra tao biết chồng hồng thương tao, chồng bỏ tao nhìn cha tao bảo tao nghe chồng nói, chồng nói chê tao tao cuốn gối tao về. Về tao sẽ phi nhanh ngựa phi, có đi tao chẳng thèm chồng. Khoan bà ơi chớ đi, nên vào trong ngủ đi cho bình yên đến con qua nạn khổ. Bỏ đi tội nghiệp tôi mà bà ơi. Rồi ông ta nhất định rồi. Ta nhất định tao mét thằng cha con mẹ của tao. Tao đi tao mét tao mét tao mét. Thôi mà, ở đây đi tội nghiệp tôi mà bà. Đâu ơi mà, để tao đi mà. Đừng có đi. Không, tao nói tao mét tao mét tao mét. Ở lại đây đi mà. Không à. Đừng có đi. Đi nè. Tiểu thơ mặt lọ chết rồi. Tiểu thơ mặt lọ. Tiểu thư hả? Đồ lư hỡi công nương đồ lư, nàng tha lỗi ta đã lỡ lầm gieo hoang. Mối tơ duyên lưỡng làm ai gây đau xót tâm can, ngàn đắng cay âu sầu. Tóc xe tơ tình luyến thương ngàn năm, đã yêu nhau chứ phụ tình nhau, ngàn đắng cay sẽ mờ tan nhanh. Chàng ơi suốt đời sống gần bên nhau, tình ta trăm năm vẫn bền. Anh dương quang người soi dần tan bóng đêm, qua nỡ chào duyên mới. Kết duyên tấn tần bên nhau mãi mãi trong đời, hiệp chúc mai bên đôi. Đồ nhớ hương thắm, nói lời trung hoàng tề loan sanh già.